Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ bấm nút like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một trình để góp nhận 25 triệu token có ký hiệu là Sontodot nha bạn. Thì để tham gia hôm nay, các bạn click phần link mô tả dưới video mà tôi sẽ tắt chatbot này. Giờ gần đây mình xài trên Dot các bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên, các bạn follow Twitter và retweet tăng 3 người bạn nè. Trên Twitter nè, các bạn theo dõi nè. Các bạn like nè, các bạn chỉnh dẫn từ quyết để game tăng 3 các bạn mình vào không ạ. Rồi, nhiệm vụ thứ hai thì các bạn follow Twitter nè. Rồi, các bạn vô đây các bạn tự quyết chứ nữa các bạn. Các bạn like, các bạn tự quyết lên nè. Rồi, tiếp tục các bạn join tiếp kênh seller nè, join tiếp kênh group nè, subscribe kênh YouTube mình subscribe nè, join tiếp kênh group nè. Rồi các bạn vô đây nha, bạn lướt cấp trang nha các bạn. Rồi bấm I am adbot nè. Rồi các bạn lướt cấp trang xong thì bạn bấm đáp lên bấm chat nè. Rồi các bạn bấm join này đáp nè. Rồi bạn submit detail nha các bạn. Rồi các bạn điền là username telegram của tất cả các bạn nè. Thì mình có nhiều cái video hướng dẫn bạn lấy username telegram các bạn. Bạn nào không biết thì xem lại những video mình các bạn. Rồi tiếp tục các bạn gửi lại một link profile Twitter nè. Rồi các bạn nhấp vào gạch cùng, nhấp vào một hồ sơ, nhấp vào gạch cùng, nhấp vào chia sẻ. Mình sẽ chép liên kết nè các bạn. Rồi tiếp tục gửi địa chỉ bên BSMATCHEN BET20 trên YouTube Wallet đúng không ạ? Mình đã hướng dẫn cho các bạn như thế này mà các bạn làm không được nữa thì mình cũng không biết hướng dẫn như thế nào nữa các bạn. Rồi. Rồi, các bạn xoắn tiếp kênh seller group nè, bấm don nè, thì làm từng gì một thôi. Rồi tiếp tục gửi submit link retweet nè. Khoan các bạn, để mình coi cái link retweet nào các bạn. Retweet cái bài nào hả? Rồi, đúng rồi. Thì bạn mở Twitter các bạn ra các bạn, nhập vào gạch cùng nhập vào hồ sơ nè. Chia sẻ bài này nè các bạn. Giờ sẽ chép liên kết. Gọi là cho bot. Rồi, các bạn bấm balance để chết số cần kiếm được nha các bạn. Mình đã nhận được 25 triệu token có hiệu là XTDOT nè. Bạn lấy đi. Chưa chưa các bạn. Các bạn bấm vào cái tìm lên ghép chia sẻ ông bè những thằng để kiếm thêm tôi cần các bạn. Vậy video mình đến đây kết thúc. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.